Và xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của nghệ sĩ Ngô Thanh Vân, đại sứ chương trình Nhịp tim Việt Nam và chồng anh Huy Trần. And we'd like to welcome the presence of artist Ngô Thanh Vân, her big Vietnam ambassador and her husband Mr. Huy Trần. Và cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của một đại diện đã đồng hành cùng với chương trình Nhịp tim Việt Nam. Uống cà phê Mia đi. Dạ. We have a recover. Yeah, I've had to recover first of all. Is it a very small and cozy event with family and friends? No, I know. Thành ra là từ một giờ bay rồi, chắc là mình vô xong rồi bị tài xế nói xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi. Anh là bay đi bay về bay đi như là đi lính chi. Lần đầu tiên thay mặt ban tổ chức chương trình, Nhật Khánh xin được phép gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, cũng xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện của các vị khách quý, các vị đại biểu đã dành thời gian quý báu của mình để đến tham dự sự kiện chúc mừng trái tim thứ 9000 được chữa lành của chương trình Nhịp tim Việt Nam do Vina Capital Foundation tổ chức thực hiện. Và kính thưa quý vị, kể từ khi ra đời vào năm 2006 thì Nhịp tim Việt Nam và Vina Capital Foundation luôn nỗ lực cứu sống những trẻ em không may mắn bằng cách cải thiện tiếp cận y tế cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. Và trải qua hành trình hơn 16 năm đồng hành cùng với các em bệnh nhi và gia đình của các em, thì đến tháng 5 năm 2022, số trẻ em được can thiệp tim mạch đã chạm mốc 9000 bé. Và buổi lễ ngày hôm nay cũng là một dịp đặc biệt để chúng ta cùng nhau ngồi lại đây và cùng nhau nhìn lại chặng đường đã đi qua để vui mừng kỷ niệm em bé thứ 9000 đã được cứu sống nhờ những tấm lòng hảo tâm, những sự yêu thương chia sẻ của các đối tác địa phương và các mạnh thường quân, các bác sĩ, các bệnh viện, các đối tác truyền thông, những nhân viên, những tình nguyện viên của Vina Capital Foundation và đặc biệt là em bé thứ 9000, bé Thành Danh và gia đình của em ngày hôm nay. Since its inception in 2006, the Herbit Vietnam and the Vina Capital Foundation have strived to save the lives of disadvantaged children by improving access to medical care for children with congenital heart defects. Through the 16-year journey of companion with many children and their family, by May 2022, the number of children receiving cardiovascular intervention has reached 9,000. And today's ceremony is a special occasion for all of us to look back on the meaningful journey that Heartbeat Vietnam has been through, as well as to celebrate the 9,000th child that was saved by the loving hearts of local partners, philanthropists, doctors and hospitals, as well as media partners, Vina Capital Foundation staff members and volunteers, and especially the 9,000 baby Thanh Danh and his family. Và buổi lễ chúc mừng trái tim thứ 9000 được chữa lành của chúng ta ngày hôm nay thì chương trình rất hân hạnh được chào đón sự hiện diện của các vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu bà Trương Mỹ Hoa, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chủ tịch Quỹ học bổng Vượng A Dính. Our ceremony today is pleased to welcome the presence of our distinguished guests. Madam Trương Mỹ Hoa, former Vice President of the State, Chairwoman of Vượng A Dính Scholarship Fund. Về phía đại diện các bệnh viện đối tác xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Ngọc Bảng, phó giám đốc Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh. Representatives from Partner Hospital, please welcome Dr. Hà Ngọc Bảng, Specialist Level 2, Dr. Hà Ngọc Bảng, Deputy Director of Heart Institute of Ho Chi Minh City. Và chúng tôi cũng xin được hân hạnh chào đón sự hiện diện của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Trí Viên, trưởng khoa điều trị ngoại Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh. Medical Doctor Nguyễn Minh Trí Viên, Head of Outpatient Department, Heart Institute, Ho Chi Minh City. Chúng tôi xin được trân trọng chào đón sự hiện diện của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Associate Professor PhD Dr. Nguyễn Hoàng Định, Deputy Director of Cardiovascular Center and Head of Cardiovascular Surgery Department, University Medical Center of Ho Chi Minh City. Xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Cao Đằng Khang, trưởng khoa phẫu thuật tim trẻ em Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
Medical Doctor Cao Đăng Sang, Head of Pediatric Cardiac Surgery, University of Medical Center Ho Chi Minh City. Và xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Kinh Bang, trưởng khoa ngoại lồng ngực tim mạch Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Specialist Level 2 Dr. Nguyễn Kinh Bang, Head of Cardiothoracic Surgery, Ho Chi Minh City, City Children's Hospital. Và xin được trân trọng chào đón sự hiện diện của nhân vật đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay, đó là bé Lê Thành Danh, trái tim thứ 9.000 được chữa lành, và chị Thảo làm mẹ của bé. And today our special guest, baby Lê Thành Danh and Miss Thảo, his mother. Về phía tập đoàn Vina Capital, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Luke Taylor, tổng giám đốc công ty quản lý quỹ Vina Capital. From Vina Capital, I would like to introduce Mr. Brooke Taylor, CEO of Asset Management of Vina Capital. Về phía Vina Capital Foundation, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông John Lâm, tổng giám đốc tập đoàn Vina Capital và chủ tịch hội đồng quản lý Vina Capital Foundation. Mr. John Lâm, CEO of Vina Capital and Chairman of the Board of the Vina Capital Foundation. Và chúng tôi cũng xin hân hạnh được đón tiếp và chào mừng sự trở lại đặc biệt ngày hôm nay của bà Robin King Austin, đồng sáng lập và phó chủ tịch hội đồng quản lý Vina Capital Foundation. And we would like to welcome the coming home of Madame Robin King Austin, co-founder and vice chairwoman of the board of Vina Capital Foundation. Và xin được trân trọng giới thiệu ông Rat Kivit, tổng giám đốc Vina Capital Foundation. Mr. Rat Kivit, CEO of Vina Capital Foundation. Và xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của nghệ sĩ Ngô Thanh Vân, đại sứ chương trình Nhịp tim Việt Nam và chồng anh Huy Trần. And we'd like to welcome the presence of artist Ngô Thanh Vân, Heartbeat Vietnam Ambassador, and her husband Mr. Huy Trần. Và cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của một đại diện đã đồng hành cùng với chương trình Nhịp tim Việt Nam. Presence of artist Kim Cương from Ho Chi Minh City Television Channel. Và một khách mời cũng vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Dorothy Mayhew, trưởng phòng chính trị tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. Là rung động, bỏ hết cái công sức vào, kêu mọi người tham gia vào, thành ra là rất là cảm ơn Vân và chúc mừng luôn Vân là thì. And I have to say that the Heartbeat Vietnam cannot make it today without Miss Ngô Thanh Vân. She has been an important, a crucial part in gather people around Vietnam and around the world to support Heartbeat Vietnam and make it to this milestone. And thank you, Vân, so much, and congratulations to you and your husband too. Và từ ban đầu á, là Vina Capital Foundation á, là biết là mình không thể nào mà mình làm một mình được. Mình phải có đối tác, mình phải có một số người ủng hộ với nhau. Gửi đến cho quỹ, và nhà khán còn nhớ rằng chị Thanh Huệ là giám đốc của chương trình Nhịp tim Việt Nam có kể rằng là một hôm nọ thì có một cái bác shipper ghé vào cái trụ sở của quỹ để mà góp một cái khoản tiền dù nó nhỏ xíu mà mọi người rất là xúc động, tại vì không nghĩ rằng mình nhận được cái sự quan tâm nó nhiều đến như thế. Và bên cạnh đó thì còn có những em học sinh, các em có những cái buổi bán hàng gây quỹ nè, rồi các em có những cái hoạt động văn nghệ, bán đồ thủ công hay là tranh vẽ, và các em bán đấu giá những cái vật phẩm của các em để mà cùng nhau góp phần vào cái quỹ chung của chúng ta. Và còn có cả những cái công ty, những cá nhân, những tổ chức, những doanh nghiệp với những cái quy mô lớn, thì mỗi người góp theo cái sức của mình, nhưng mà chung quy lại chúng ta đều có chung một mục tiêu, một cái ý nghĩa duy nhất, đó chính là chúng ta góp phần vào cái quỹ chung để mang đến những cái trái tim khỏe mạnh cho các bé. Và cái hiệu quả ngày hôm nay chúng ta đã chạm cột mốc 9.000 bé rồi, thì không biết rằng ông Rất biết ông có thể chia sẻ cái cảm nhận của ông về cái sự lan tỏa của mọi người chung tay như thế này ra sao không? I heard from Miss Huệ sharing that there has been so many different times and feel so happy to be here today. And the MC asked him, does he know what is on his chest? And he said that, I know, it's a scar from the operation. And she asked if he has been used to it, and he said, not yet. So it's a very, very innocent answer from him, but he seems to be very cheerful. And then he's asked to if you ever help your mom at home to do anything. And he's like, oh, I mop the floor, I help picking the vegetable, I help cook the meals.
But the mama said